Thực ra công ty của bố bị phá sản, chủ nợ đến đòi nợ bố suốt ngày. Nếu là chuyện đấy thì mẹ lại càng không liên quan. Mẹ giúp bố đi. Nếu như họ kiện bố đi tù thì sao? Ai làm người đấy tự chịu. Bây giờ bố chẳng còn gì cả, lại vừa mới đi cấp cứu. Cũng chỉ có mẹ mới giúp được bố. Dù sao bố mẹ vẫn là vợ chồng mà. Có đến chết mẹ cũng không giúp. Cho nên con đừng van xin vô ích. Ước gì bây giờ có thật nhiều tiền. Thì người ta vẫn nói trong cái rủi sẽ có cái may. Này, mày cầm số tiền này mua mấy cái vé xổ số đi. Biết đâu lại trúng độc đắc hay sao? Thật á? Ừ. Mỗi khi mà đi đến đường cùng ý, thì tao hay chơi mấy cái trò may rủi này. Ít nhất thì bọn mình sẽ tràn đầy hy vọng cho đến khi có kết quả. Thế bình thường mày tạch hết à? Ừ. Chắc tại tao đen. Nhưng mà mày xinh hơn. Biết đâu mày được thì sao? Anh Tín ơi! Anh Tín ơi! Chúng tôi biết anh đang ở trong nhà. Ra ngoài này nói chuyện đi. Mày gọi điện thoại đi. Nghe mà anh ạ. Ông Tín ơi, có tiền thì trả đi. Đừng để anh em tôi nói với tất cả chủ nợ khác. Ông trả với anh em tôi rồi, xem người ta có đến rỡ nhà ông ta không.